Hôm nay Duy sẽ chia sẻ cho mọi người biết về làm cách nào có thể giảm được 20 kg trong vòng 100 ngày. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề giảm ký. Cách giảm 20 kg trong vòng 3 tháng 100 ngày luyện tập. Hôm nay khi chia sẻ về làm cách nào để mình có thể giảm được 20 kg, cái trọng lượng cơ thể 20 kg. Trước kia thì Duy là một người béo phì, số cân nặng của Duy nó lên tới 92 kg, và trong quá trình luyện tập thì Duy đã giảm xuống được 20 kg trong vòng 100 ngày luyện tập. Và có một cái chế độ ăn thì hôm nay Duy sẽ chia sẻ cho mọi người biết về làm cách nào có thể giảm được 20 kg trong vòng 100 ngày. Cái câu hỏi mà quan trọng nhất để mình giảm ký là mình phải trả lời câu hỏi cho mình là tại vì sao mình giảm ký. Cái câu hỏi quan trọng này, tại vì sao mình mong muốn mình giảm được ký. Có rất là nhiều người sẽ trả lời là tại vì tôi muốn trở nên đẹp hơn, tại vì nhiều người tôi muốn trở nên có tình yêu hơn. Ví dụ khi mình giảm ký thì mình có người yêu. Nhiều người thì sẽ nói là tôi giảm ký để tôi sẽ có nhiều tiền hơn. Thì khi mà giảm ký thì thân hình nó đẹp thì mình dễ bán hàng hơn, mình tự tin hơn thì mình sẽ bán hàng, mình có nhiều tiền hơn. Và có những người sẽ nói là khi mà giảm ký thì tôi sẽ được yêu thương hơn. Ví dụ như là chồng con yêu hơn, hoặc là người yêu hơn, hoặc là vợ yêu hơn. Đó là một số lý do tại vì sao mình giảm ký. Thì tất cả mọi người khi mà không biết được cái lý do tại vì sao mình giảm ký ấy, thì mình sẽ không bao giờ giảm ký được. Lý do tại vì sao mình giảm 20 kg, cái thứ nhất là tại vì mình là một người lãnh đạo, mình mong muốn giảm số ký để mình có một sức mạnh kỷ luật, để mình muốn truyền cái cảm hứng cho đồng đội, và mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn về nhờ cái việc giảm ký. Nên là cái mục tiêu, cái mong muốn của mình giảm ký để kiếm nhiều tiền hơn. Cái tiếp theo là mình nhiều tiền hơn do là mình bán hàng được nhiều hơn. Câu hỏi đầu tiên là Duy muốn hỏi mọi người là tại vì sao mình lại mong muốn mình giảm ký. Mà nếu mọi người không trả lời được câu hỏi này thì sẽ không có kết quả gì phía sau. Và nếu không trả lời được câu hỏi này thì sẽ không có một cái hành động gì đưa ra phía sau. Mình càng có nhiều cái lý do để mình hành động thì mình sẽ hành động nó quyết liệt hơn. Mình giảm ký ấy, thì mình đã rèn được cái tính kỷ luật. Kỷ luật thì mình sẽ truyền được cho cái đội nhóm của mình tính kỷ luật, và mình sẽ đào tạo cho đội nhóm mình một cái tính kỷ luật bán hàng, cho đến sản xuất, cho đến marketing, cho đến kế toán, cho đến nhân sự, tất cả mọi thứ mà có một tính kỷ luật tốt thì mình sẽ làm cho cái doanh nghiệp của mình phát triển nhiều hơn và mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi cái câu hỏi thứ hai nữa là mình biết rõ điều mình muốn là anh em muốn giảm bao nhiêu kg, 10 kg, 20 kg hay là 5 kg, trong thời gian bao nhiêu lâu. Ví dụ như Duy đã giảm 20 kg trong vòng 100 ngày luyện tập thì anh em cũng có thể đặt một cái mục tiêu trong vòng 3 tháng mình giảm bao nhiêu kg đó. Nên là mỗi người sẽ có một cái mục tiêu khác, nhưng mà cái mục tiêu thì nó phải cụ thể số nó ra và nó phải đo lường được. Duy cái khi mà ngay từ đầu cái mục tiêu giảm ký của Duy ấy, là Duy đã cụ thể nó là giảm 20 kg trong vòng 100 ngày luyện tập. Khi mà thì mình sẽ phân tích nhỏ ra là trong một tháng mình phải giảm bao nhiêu kg và trong một tuần mình phải giảm được bao nhiêu kg. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi rất quan trọng, mình muốn giảm bao nhiêu kg nó phải rõ ràng cụ thể. Rồi có một câu hỏi thứ ba này. Câu hỏi thứ ba nó cũng quan trọng là mình sẵn sàng đánh đổi điều gì để đạt được cái mình muốn. Ví dụ như mình muốn giảm 20 kg thì mình có dám dậy lúc 5 giờ sáng trong vòng 100 ngày để mình luyện tập chạy bộ hay không? Câu hỏi thứ ba là mình sẵn sàng đánh đổi điều gì, và mình sẵn sàng đánh đổi điều càng lớn thì mình sẽ càng nhanh đạt được.
Điều càng gian nan thì mình sẽ càng nhanh đạt được. Nên là câu hỏi thứ ba anh em sẽ trả lời câu hỏi là mình sẵn sàng đánh đổi điều gì để đạt được nó.